một video nữa trong buổi ngày hôm nay. Bác Lam đang tìm chiếc xe Toyota Innova, hàng đẹp, hàng chuẩn, bản G, không taxi, dịch vụ, xe gia đình. Thì chiếc này rất là ok và rất là chất lượng cho các bác nhà mình tìm đây, cho các bác nhà mình tham khảo đây. Các bác xem tham khảo trước nhá. Còn bác nào mà thấy ưng, thấy ok rồi thì mình đến xem xe trực tiếp, chạy thử cảm nhận và bàn bạc về giá cả mọi thứ luôn. Chiếc này em mua của chính chủ, biển 34, gần khu vực nhà em nhá. Anh này em biết anh đấy luôn, anh ấy ở gần khu vực nhà em này, ở gần khu vực nhà em nhá, biển 34. Anh này anh sử dụng gần 10 năm chiếc xe này rồi. Ngày xưa thì anh đấy mua của một người nhà cũng là 34 luôn. Đấy, người nhà ở gần người nhà của anh đấy. Đấy. Xong đấy thì có nghĩa là chiếc xe này là hai chủ. Đấy, chủ đầu tiên thì là người nhà của anh đấy và chủ thứ hai chính là anh đấy nhá. Anh này sử dụng được gần chục năm rồi. Gần chục năm chiếc xe Toyota Innova này rồi nhá. Đây các bác xem này. Đấy, vô lăng này, vô lăng của xe này. Đấy, không bị mòn luôn. Tất cả phần đồ nhựa bên trong nội thất của xe còn rất đẹp các bác nhá. Rất là mỡ, rất là tươi. Cánh này, các bác thấy này, cánh của nó vẫn nỉ nguyên này. Tất cả sần ở trên đây còn nguyên hết này, không bị mòn này. Và tất cả những cái phần tay tì bám đây này, không bị mòn nữa luôn này. Xe đẹp lắm, thân vỏ này. Thân vỏ loang quang luôn. Tất cả keo chỉ của xe không mất một phân nào các bác nhá. Không mất một phân nào luôn. Và đây là nội thất bên trong. Đấy, phần nội thất táp lô, táp ni. Trần này, trần nỉ rất là đẹp nhá. Được bọc ni lông rồi. Cho nên là nỉ của xe còn rất là đẹp luôn. Tất cả bốn cánh đều là lỉ hết các bác nhá. Đấy, đều lỉ. Và tất cả những cái phần tay cầm đây đều như nhau hết, đẹp như nhau hết các bác này. Đấy. Da máy của xe cực đẹp, cực sáng luôn. Na răng đúc của xe là chưa có một giọt sơn nào các bác nhá. Riêng phần na răng đúc này chưa có giọt sơn nào cả. Và lốp thì còn rất là dày, lốp hay còn gọi là vỏ đúng không ạ? Phần cua lốp của xe nhá. Đây, chỉ cua lốp của xe vẫn còn luôn này các bác này. Rất ít có được một chiếc xe Toyota Innova nào mà cái chỉ cua lốp của nó vẫn còn các bác nhá. Đây, rất là ít luôn. Cửa đóng rất là chắc. Và tất cả những con bu lông ở phần cánh cửa của xe là chưa tháo vặn gì nhá. Và đây, đây là phần động cơ khoang máy này các bác này. Đấy, 2008 các bác nhá. Mà da máy của nó được sáng như thế này các bác này. Chiếc này 2008 bản 2.0 số sàn, máy dọc cầu sau. Da máy của xe này, để các bác xem. Rất sáng luôn. Tất cả những cái hốc ở trong đây này, các bác thấy những hốc trong đây nó không có tí han nào cả này. Đấy, không có tí han nào cả nhá. Đấy, các bác nhìn biết ngay đúng không ạ? Két nước này. Đấy. Da máy của xe này, em quay kỹ cho các bác xem. Các bác đang tìm dòng Toyota Innova thì em nghĩ là các bác nhà mình cũng đã tìm hiểu sơ về cái dòng này rồi và chắc là cũng đã xem một số con ở nơi khác rồi, đúng không ạ? Một số con ở nơi khác rồi, một số nơi khác người ta cũng bán mà, rất là nhiều. Dòng xe Toyota Innova này thì rất là nhiều nơi bán. Rất là nhiều nơi bán luôn, cho nên là chắc các bác cũng đã đến xem. Có thể như vậy, có thể là các bác đã từng sử dụng cái dòng Toyota Innova này rồi, đúng không ạ? Và đây, đây là chiếc xe Toyota Innova của bên em các bác nhá. Các bác có thể là mình so sánh cảm nhận chất lượng của chiếc xe này với những cái chiếc xe mà các bác đã từng biết. Mình xem kỹ cảm nhận về chất lượng của xe nhá. Đây cái phần này này, cái phần sơn giả gỗ này là sơn giả gỗ nguyên zin nguyên bản nhá, chứ không phải là sơn lại các bác nhá. Nhiều con là sơn lại, con này còn của em nó còn nguyên zin luôn. Tất cả bốn cánh của xe nỉ zin hết này các bác này. Đấy, em quay một số những cái vị trí cần thiết để cho các bác xem, một số những vị trí quan trọng đúng không ạ? Đây nhá, cái phần vô lăng này, logo nó không bị mòn này các bác này. Đấy, logo không bị mòn luôn. Vách cửa này các bác này, những con bu lông này rất là sáng này, những cái móc khóa rất là sáng luôn. Đây, bốn cánh đẹp đều. Bốn cánh đẹp đều. Và keo chỉ của xe thì không mất phân nào luôn các bác nhá. Không mất phân nào cả. Đấy, cua lốp của xe này nguyên hết này. Đấy. Và trong cái phần đây này các bác thấy này, cái phần cua lốp bên trong này. Đấy, nguyên hết. Na răng đúc của xe là không bị giọt sơn nào phẩy lên các bác nhá, chưa có một giọt sơn ta nào cả. Đèn trước đèn sau đều là đèn xịn và còn rất là trong sáng này. Rất là trong và còn rất là sáng luôn. Đấy. Cũng đã được lên bộ cản sau rồi. Đấy, bản G thì nó sẽ có những cái này các bác nhá. Có cảm biến sau, đây, những cái mắt cảm biến sau màu đen đen này các bác này. Đấy, và có gạt mưa sau.
đa răng đúc là nguyên bản, phanh ABS nguyên bản, gương kính của xe điều chỉnh nguyên bản nhá. Đấy. Gương kính điều chỉnh điện nguyên bản, có túi khí và hai dàn lạnh nguyên bản. Đấy là bản G. Và nội thất nó sẽ là màu vàng vàng kem kem, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì em sẽ quay kỹ, quay chi tiết từng phần một của chiếc xe Toyota Innova này cho các bác nhà mình xem thêm, các bác nhà mình biết thêm, biết kỹ về cái chất lượng của cái mẫu xe Toyota Innova này nhá. Xe đẹp lắm đấy ạ. Đây, mình xem này, đèn của xe vẫn trong vắt luôn, từ đời 2008 đến bây giờ mà đời đèn vẫn còn trong vắt luôn. Tất cả logo biểu tượng của xe là nguyên zin hết nhá. Đấy, sơn xi rất là bóng đẹp, thân vỏ nét căng luôn. Đây, thân vỏ nó có căng hay không các bác nhìn này. Đấy, rất là căng mọng, không lồi lõm gì cả, đúng không ạ? Đấy, quay như này các bác nhìn thấy đây, không lồi lõm đâu cả nhá. Quay hình xem xe. Đấy, gương kính của xe là được bọc dán màu đen hết rồi này. Đấy, tất cả lẹp chân kính của xe là nguyên hết đây. Tất cả kính đều là kính zin các bác nhá. Đấy, quay gần một chút để các bác em mình xem nhá. Bên em thì Innova còn rất là nhiều. Innova từ đời 2008 này, 2009 này, 2013, 2015. Đây là những chiếc Innova mà hiện tại cửa hàng bên em đang có các bác nhá. Các bác mình đúng chân mẫu nào thì mình xem và mình alo nhá. Đây các bác thấy đây, những cái đường khe, đường mép của xe nó khít đi lịt luôn này. Đấy. Khít đi lịt luôn. Tay lắm của xe thì được ốp lốc rồi. Kính điện lên xuống cực nhẹ nhá. Đây tay nắm đây. Sơn xi bóng bẩy sạch sẽ. Bốn lốp của xe mình sử dụng thoải mái một thời gian dài nữa. Đấy. Gầm cực đẹp nhá. Máy đem quay rồi, máy rất đẹp đúng không ạ? Nội thất đem quay sau cho các bác mình xem. Đèn xịn và nó vẫn trong vắt như này các bác này, vẫn còn trong này. Đấy. Tất nhiên thì nó không phải là mới, nếu mà mới thì nó lại là thay rồi hoặc là người ta làm lại đúng không ạ? Ở đây thì vẫn em đang nói là nó so với đời như thế này nó là trong đúng không ạ? Chứ còn thì so với mới thì không bằng, nhưng mà so với đời thì như này là rất là trong rồi. Đấy, sơn bóng bẩy này. Thân vỏ, vỏ chỗ nào cũng kêu như thế này các bác nhá. Đấy, nó kêu như thế luôn. Đấy, chứng tỏ là xe nó không bị bả đúng không ạ? Nó bả nó sẽ kêu, nếu bả nhiều nó các bác gõ vào nó kêu bụp 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 đúng không ạ? Nó kêu bụp bụp cả luôn. Đây, quay cho các bác xem phần form sườn bên ngoài này. Ốp gương đàng hoàng rồi. Rồi lốc nhá. Một chiếc xe gia đình chuẩn các bác nhá. Chứ không phải là xe chạy qua dịch vụ hoặc là chạy qua taxi. Đấy, dòng này thì nhiều người hay mang chạy dịch vụ nên chạy taxi. Đấy, dòng này nó như vậy. Em có thể cung cấp số điện thoại của chủ xe cho các bác nhà mình để các bác tiện liên hệ luôn. Liên hệ xem là ngày xưa người ta như nào. Các bác mua xong rồi các bác gọi điện được, hoặc các bác gọi điện trước khi mua cũng được nhá. Rồi đây các bác xem. Đấy, quay kỹ, quay gần, quay sát, quay chi tiết từng phần, quay không bỏ sót phần nào cho các bác nhà mình ngắm. Ngắm như thế nó mới sướng, ngắm thế nó mới kỹ đúng không ạ? Đăng kiểm của xe thì không còn dài, đăng kiểm thì không còn dài có nhá, đăng kiểm tháng 5 thôi. Dòng này mình đăng kiểm hơn triệu thôi. Đấy, mỗi một lần đi mình bỏ ra hơn triệu tiền đăng kiểm thôi, tầm 1,2-1,3 triệu là mình có thể đăng kiểm được cái chiếc xe đời 2008 này nhá. Đây em quay gần cái phần form sườn bên phụ cho các bác xem đây. Các bác trên toàn quốc đang xem chiếc xe này, đang biết đến chiếc xe này của bên em mà các bác nhà mình quan tâm, thì một là các bác đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ 166 Hồng Châu, hoặc là bên em có thể là chuyển xe đến cho các bác tới tận nhà luôn nhé, chuyển xe tới tận nhà cho các bác xem. Các bác ở bất cứ đâu, tỉnh nào cũng được, miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì đơn giản rồi đúng không ạ? Miền Bắc thì bên em ship xe trong ngày, còn miền Nam thì các bác phải đợi 3 ngày đến 4 ngày thì mình nhận được xe các bác nhé. Đây các bác nhìn này, form sườn của xe chuẩn không này. Đấy, chuẩn đến từng cm một luôn. Đấy, không bị móp méo chỗ nào cả này. Đấy. Rất là chuẩn đúng không ạ? Bao lỗi cho các bác luôn nhá. Riêng chiếc xe này là đảm bảo và bao cho các bác nhà mình test trên toàn quốc. Test gì cũng được. Đấy, test thợ, test hãng, test các kiểu luôn.
xe cam kết đảm bảo cho các bác mình về chất lượng. Đặc biệt là về vấn đề đâm va, vấn đề ngập nước, vấn đề tai nạn và ngập nước thủy kích đấy ạ. Đấy, cho các bác thì mình thật sự yên tâm nhá. Còn bây giờ là phần nội thất bên trong của cái chiếc xe thì mời các bác xem kỹ và chi tiết. Em sẽ quay kỹ và chi tiết một chút nhá. Đấy, chiếc xe mới về tại cửa hàng bên em và quay luôn lên cho các bác mình xem đây. Mới chỉ có rửa nước lã thôi các bác nhá. Đây, những cái phần gioăng cánh cửa đây. Vách cánh cửa đây. Nòng trong vẫn là sơn zin các bác nhá. Đây, phần này thì vừa em cũng giới thiệu rồi. Đây, nỉ là nguyên này. Sần này còn đẹp, còn zin này còn rất là cao này, đúng không ạ? Sơn này cũng zin này. Nó chỉ hơi bẩn một chút thôi, hơi bẩn và theo năm tháng thì nó chỉ gọi là hơi ố một chút thôi. Cái chỗ này các bác mình đánh đi được này. Cái chỗ này nó hơi ố vàng một chút tại vì là khi đóng cửa lại, khi đóng cửa lại cái này nó sẽ nó khớp với lại cái gioăng này. Nó khớp với cái gioăng này. Thì nó hơi bẩn ố một chút thì mình về mình đánh đi cái là sạch sẽ ngay các bác nhá, nếu mình cần thiết. Đấy. Cái này em đang để nó là nguyên bản, đấy, về mình đánh đi được. Em bận chứ còn thì không thì cũng đánh rồi. Đây, từ cái phần bậc bệ bước lên xuống này các bác này. Đấy. Từ cái ốc chân ghế này, chân ghế là không bị han này. À, nhiều con han hết rồi, chiếc này của em nó không bị han này. Các bác cứ so sánh một số những mẫu xe khác mà xem. Đấy, những con ốc chân ghế rất là đẹp này, đen xì luôn, không lốt vặn gì. Đây nhá, đây cũng thế này. Những con ốc ở đây là không lốt vặn nhá. Cánh cửa là chưa bị tháo lần nào nhá. Đấy, sơn zin này. Gioăng này, gioăng cửa là gioăng cửa, gioăng khung là gioăng zin các bác nhá. Các bác mua, mình cứ mua những cái mẫu xe Hải Dương bọn em rất là đẹp. Thì Hải Dương là bao giờ là cũng sẽ chạy ít hơn các tỉnh khác. Cái thứ hai là Hải Dương là không có bị mục mọt đúng không ạ? Không có biển mà, cho nên là không bị mục mọt, không có đồi núi. Đấy. Chiếc này ở thành phố các bác nhá. Chiếc này là ở thành phố, thành phố thì không có đồi núi gì, không có biển đi rồi. Kể cả như cả tỉnh Hải Dương cũng không có biển luôn. Đầu đài âm thanh đây, anh này anh cũng không sắm cái gì cả, vẫn để nguyên cái đầu CD của Toyota. Đầu này nghe hay lắm các bác, nếu mình biết đến cái dòng đầu này rồi mình nghe rồi mình biết đúng không ạ? Đầu này nghe rất là hay, tuy rằng thì nó sẽ hơi cốp đồ, tuy rằng thì nó không có cái sự giải trí cao, thế nhưng mà âm thanh thì nghe rất là hay, rất là đỉnh các bác nhá. Đây là phần táp lô này, đây đồ nhựa phần của xe này. Đấy. Tất cả đồ nhựa của xe là rất là đẹp, không bị gãy vỡ gì các bác nhá. Đây lúc này mình bấm cảm biến lùi này. Cái này là sấy này. Đây, da này là da zin này. Đây, da zin nguyên các bác nhá. Đây, phanh tay của xe này không bị ố này. Tì tay cũng vậy. Đây, chỗ này tấm chân nắng. Nế của xe cực trong đẹp. Được bọc ni lông bên ngoài rồi. Đây các bác tiếp tục xem đến một cái chiếc cánh nữa. Bốn cánh sẽ quay cho các bác mình xem kỹ nhá. Bốn cánh tắp ni tắp nô xe rất là tươi sáng này. Đây lì đẹp chưa? Bốn cái vị trí này nhá, không có chỗ nào bị mòn cả các bác nhá. Nhiều con bị mòn rồi, mờ rồi, hoặc là mòn rồi, hoặc người ta đã bọc lại và người ta thay rồi. Đây. Sàn bọc da. Một chiếc xe đẹp với giá tiền hợp lý. Với số tiền các bác bỏ ra là hơn 200 triệu nhá. Thường thường thì những cái chiếc xe mà nó ở mức độ bình thường ấy, thường thường em vẫn bán tầm khoảng 250. Loanh quanh đầu 2,5 đến 2,6. Đấy. Thường thường là như vậy. Còn cụ thể cái mẫu này với giá cả như thế nào thì em sẽ để ở phần mô tả hoặc là phần tiêu đề các bác nhá. Mình bấm vào phần mô tả hoặc tiêu đề là sẽ thấy giá của chiếc xe này nhá. Đấy, đây em quay cho các bác xem phần tắp nô. Một chiếc xe 8 chỗ ngồi. Rồi với thiết kế cái hàng ghế đằng ở giữa này rất là rộng này.
Và ghế này thì mình có thể là gập lại nhé, mình gập lại như thế này và mình nâng lên như thế này để bước về phía sau nhé. Đây các bác thấy này, cái vị trí, những cái vị trí còn bu lông ốc vít, phần sắt ở cái phần ghế này nó không bị, đây vẫn còn rất là đen này. Đấy, đen xì luôn này, thậm chí vẫn còn chấm sơn này, vẫn còn chấm sơn này. Đấy. Và hàng ghế phía sau được dựng lên ra hai phía, các bác có thể là mình hạ xuống, có thể nâng lên như này, hạ xuống thì tạo thành một cái khoang đồ rất là rộng, đúng không ạ? Cái hàng ghế này mình hạ xuống nhá, và nó cũng sẽ rộng như ở trên đây nhá, ở trên rộng như nào thì ở dưới cũng rộng như thế luôn, và mình cũng ngồi được tương đấy người luôn. Hàng thứ hai ngồi được bao nhiêu người thì hàng thứ ba cũng ngồi được bấy nhiêu người. Đây em đang mở cốp cho các bác xem phần cốp đằng sau đây này. Mời các bác xem kỹ nhá. Xem kỹ thì mới cảm nhận được, đúng không ạ? Rồi đây, các bác xem này. Cái phần máng nước này. Đây các bác cùng xem nhá. Nhìn các bác, nếu mà mình gập cái ghế thứ hai, hàng thứ hai lại thì cái cốp sẽ nhìn rộng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và tiếp tục đây. Hiện tại thì đang gió cho nên là em mở cửa ra nó cũng bị đóng lại. Cánh hơi bị trơn một tí. Đây mép cửa đây các bác nhé. Phần tắp ni tắp nô cánh cửa đây. Đấy, nhiều cái con, nhiều con xe đấy, nhiều con Innova là những cái vị trí này mòn hết rồi các bác này. Những cái vị trí này là gai nhựa nó không còn được nổi lên cao như này đâu. Đấy. Chỗ này em cũng quay rồi đúng không ạ? Bây giờ em quay thêm nhá. Nãy mới quay sơ thôi đúng không ạ? Chiếc xe với bộ ghế mới tinh luôn. Gương của xe được nằm ở đây. Đấy, vô lăng rất đẹp nhá. Cái logo của xe là không bị bạc màu. Đây. Lòng trong là hoàn toàn là sơn zin nhé. Hoàn toàn sơn zin. Và tiếp tục thêm một cái cánh nữa đây ạ. Chiếc xe còn rất là đều, rất đều luôn. Đây, quay kỹ như này thì mình nhìn sẽ rõ hơn, kỹ hơn. Đấy là phần nội thất bên trong của chiếc xe này các bác nhá. Bây giờ thì đến phần gì nhỉ? Đến phần máy đi. À, máy em quay rồi, bây giờ là quay gầm đúng không ạ? Bây giờ là phần gầm, phần mà em chưa quay tí nào, mới quay được một chút phần cu lốp thôi. Đây các bác xem này, đấy những cái nhựa nhé, đấy những cái nhựa này, cái nhựa này còn rất đẹp này. Đấy, các bác xem những cái thanh sắt xi của xe này, đấy, vẫn còn đen xì này, đấy. Cu lốp của xe sần này, rất đẹp, không có một, thậm chí là han còn không có đúng không ạ? Đây nha, phần ba bô lê này, cua lốp này, thằng tắp luôn, gầm không có hiện tượng han gì đúng không ạ, gầm sáng đẹp luôn này. Ok, đây cua lốp đây. Chỉ có cái hiện tượng bắn thôi, đây các bác xem, chỉ có hiện tượng bắn thôi đúng không ạ? Đấy, đặc biệt là cái phần sàn và phần sắt xi. Cái bô, nếu mà thực ra là cái bô nó nóng lên thì nó cũng có cái hiện tượng bị han một chút, nhưng cái bô mình có thể thay được đúng không ạ? Còn riêng mà sắt xi rồi mới lại sàn là không bao giờ thay được, phải không các bác? Đấy, chiếc xe em cũng quay đến bây giờ nó cũng xít 20 phút đồng hồ. Rất là kỹ và chi tiết cho các bác này mình xem cảm nhận về chất lượng của xe. Đấy, chiếc xe đẹp như thế nào thì các bác nhìn trên video em đã quay, các bác cũng biết
nó như nào rồi, chất lượng ra làm sao rồi. Các bác nếu mà thích chiếc xe này rồi thì mình xem kỹ, xem thậm chí 1-2 lần cũng được, 1-2-3 lần đấy. Và nếu mà thấy chiếc xe ok, phù hợp thì mình nhấc máy lên và gọi điện cho bên em để được chốt sớm nhá. Chốt sớm thì còn theo hai số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555. Kết nối Zalo để được hỗ trợ tư vấn. Và các bác tới địa chỉ là 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương để xem xe và cảm nhận, chạy thử xe bác nhé. Rất là nhiều xe cho bác lựa chọn. Các bác hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi, thông báo chuông để được nhận những video, những chiếc xe mới nhất của cửa hàng bên em tải lên. À, vâng, em xin được kết thúc video này tại ở đây. Em cảm ơn và hẹn gặp lại các bác nhé. Thank you.